Cùng khởi động mùa hè 2018 với vòng tuyển chọn cuộc thi tranh biện trường tin tại Hà Nội. Những gương mặt nào sẽ ghi danh đầu tiên và trở thành thí sinh chính thức của trường tin 2018? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bạn ấy ngay sau đây. Nhìn những hình ảnh như thế này, chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là những thí sinh đang tham dự vòng tuyển chọn rất khắc nghiệt của cuộc thi tranh biện trường tin 2018. Tuy nhiên, đây chính là những thí sinh ghi danh đầu tiên của vòng tuyển chọn Hà Nội, với hy vọng giành được tấm vé vào vòng thi chính thức của trường tin 2018. Được xem là đợt tuyển chọn lớn nhất của mùa giải 2018, vòng tuyển chọn tại Đài Truyền hình Việt Nam đã chào đón gần 100 đội thi đến từ rất nhiều các tỉnh thành trong miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, những trở ngại về khoảng cách địa lý dường như không cản trở những nỗ lực và quyết tâm của các team khi các bạn đã tỏ rõ quyết tâm chinh phục ban giám khảo của vòng tuyển chọn. Chúng mình hoàn toàn là những người chưa hề có kinh nghiệm trong việc tranh biện. Chúng mình hy vọng sẽ mang đến một cái tinh thần nhiệt huyết của những con người không phải là quá kinh nghiệm về bộ môn tranh biện, nhưng mà luôn thẳng thắn và luôn cố gắng đưa ra những quan điểm của bản thân, đưa ra những cái suy nghĩ của mình về những vấn đề trong xã hội. Trong vòng casting tới thì hai đội của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai sẽ đấu với nhau, thì chúng mình sẽ vẫn giữ nguyên tinh thần và chúng mình sẽ phát huy hết tất cả khả năng của mình và sẽ không nhường đối thủ đâu. Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, đoàn kết, tự tin, chiến thắng. Quả số 1, cố lên! Chúng mình rất tự tin được lọt vào top 14. Vẫn theo mô hình tranh biện của trường tin, các đội chơi vẫn được bắt cặp ngẫu nhiên và cùng tham gia một trận tranh biện chính thức. Hầu hết các bạn đều tỏ ra khá hồi hộp khi lần đầu tiên trải nghiệm một sàn đấu tranh biện đầy chuyên nghiệp như vậy. Dẫu còn rất ngượng ngùng, còn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, còn chưa hiểu rõ luật tranh biện, song vượt lên trên tất cả chính là tình yêu mà các team dành cho bộ môn tranh biện. Mình cảm thấy thì hôm nay mình trả lời chưa được hoàn thiện và cũng chưa được những gì mà mình mong muốn. Mình cảm thấy vẫn hơi tiếc về phần trình bày của mình chưa được chân chu lắm, do đây là lần đầu nên là chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên là trình bày chưa thực sự đúng ý mình. Khi nhận được lời khuyên và lời nhận xét từ ban giám khảo, mình cảm thấy như mình đã học hỏi được thêm rất nhiều điều từ những lỗi lầm mình đã cắp phải khi tham gia cuộc tranh biện. Và đồng thời khi nghe ý kiến khách quan từ những người có chuyên môn như vậy, mình cảm thấy mình còn cần học hỏi nhiều hơn. Chất lượng thí sinh của năm nay đã có một sự tiến bộ rất lớn so với chất lượng thí sinh của năm trước. Cụ thể là các bạn hình như là đã biết về chương trình trường tin rồi, cho nên là các bạn không cần phải có quá nhiều sự chỉ dẫn từ các anh chị, mà các bạn có thể trình bày có rất là lưu loát và các bạn biết trước luật của chương trình như thế nào. Do đó thì nó giảm thời gian cho việc casting rất nhiều. Không hề thua kém vòng tuyển chọn tại Đài Truyền hình Việt Nam, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội, nơi trường tin mini tournament ghé thăm cũng nóng bỏng không kém. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chúng ta có một đại diện vào lần chung kết của đây, họ có thể nhận được những tình cảm lớn của người hâm mộ. Thật ra lúc đầu mình tham gia cái chương trình này ở vòng tuyển chọn thì cũng chỉ là do tò mò thôi, nhưng mà bây giờ khi mà mình phối kết hợp được với nhau và mình tạo được thành quả tốt như thế này thì cũng vui. Chúng mình không hướng đến đến cái quán quân mà chúng mình sẽ tận hưởng cái sân chơi này và tiếp thu những cái kiến thức mà sân chơi đã đem lại cho chúng mình một cách hiệu quả nhất. Trong cái thời đại hội nhập thì bản lĩnh của mỗi một cá nhân được thể hiện qua các kỹ năng sống, qua cách thể hiện chính kiến của mình, được học tập, được có kiến thức và thể hiện những chính kiến đúng trong cuộc sống, thì đó là một cái điều cần thiết và điều đó phải được học. Khép lại vòng tuyển chọn tại khu vực Hà Nội, ban giám khảo đã lựa chọn ra 8 đội thi xuất sắc đầu tiên, chính thức có mặt trong top 14 chung cuộc của cuộc thi tranh biện trường tin 2018. Đó chính là các đội Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, Trung học phổ thông Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Trung học phổ thông chuyên Sơn La, Trung học phổ thông Quảng Xương 1, Thanh Hóa, Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội và Trung học phổ thông Marie Curie, Hà Nội. Chưa dừng lại ở đây, chuyến hành trình của trường tin sẽ tiếp tục chuyển bánh tới rất nhiều những địa điểm tuyển chọn nữa trên khắp cả nước. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, hứa hẹn những bất ngờ thú vị của trường tin 2018 nhé!